Bạn có thể thu hút khách hàng đến với mình một cách cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt nếu như bạn làm trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc là bán hàng online. Ở đây thì tôi có một cái clip trên TikTok nói về cái kỹ thuật này, chiến lược mang tên là Loss Leader, có nghĩa là bán hàng lỗ để thu hút khách hàng. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng xem cái clip này trên TikTok. Chồng ơi, chồng ơi, xem nay vợ mang là cái gì về này. Bình tĩnh, làm gì mà cứ cuống cả lên. Vì vợ vui quá phải về khoe chồng ngay chồng ạ. Hôm nay vợ đang đi trên đường thì thấy người ta đứng xếp hàng súng đông súng đỏ vào, thế là vợ cũng chen vào. Thì hóa ra là một hãng máy cạo râu mới đang phát máy miễn phí chồng ạ. Hồi mãi mới lấy được, máy xịn lắm ý. Vợ cầm vào thích luôn, phải về khoe chồng ngay. Đấy chồng nhìn hội này mới vào thị trường khôn ngoan thật đấy. Vợ đã hỏi họ bao lâu phải thay lưỡi dao cạo một lần và lưỡi dao mới giá bao nhiêu chưa? Đúng thật là vợ chưa hỏi mà sao phải hỏi mấy thông tin đấy hả chồng? Chả cần hỏi cũng biết chắc chắn là thời gian thay ngắn 3-6 tháng và giá tiền để mua lưỡi mới sẽ đắt, lại tốn một mớ tiền để nuôi cái dao. Sao chồng biết? Em ơi, ở đời bây giờ không có cái gì là miễn phí thuần túy hết. Người ta chịu bán lỗ cái sản phẩm đầu tiên ấy, thậm chí là cho không như trong trường hợp của em, bởi vì người ta biết rằng là em sẽ tốn rất nhiều tiền để nuôi cái sản phẩm này trong tương lai. Xbox hay là PlayStation họ bán lỗ cái máy bởi vì họ biết rằng người chơi sẽ phải tốn rất nhiều tiền để mua các trò chơi sau này. Mà sao chồng biết được cái hay đấy? Vì chồng follow TikTok mà tình yêu. Bạn thấy thế nào ạ? Rất là thú vị đúng không ạ? Đương nhiên là những cái clip làm trên TikTok của tôi thì mang tính giải trí cũng nhiều, cho nên là với thời lượng 1 phút thì chỉ truyền tải phần nào kiến thức. Bởi vậy nên là tôi làm cái kênh YouTube mang tính yêu chiến lược tâm lý này để có thể giải thích được sâu hơn, rõ hơn các cái chiến lược tâm lý ở đằng sau. Và điều mà tôi rất thích đấy là những cái ở trên TikTok thì mọi người bàn tán rất nhiều. Sau đó là tôi sẽ dẫn mọi người về cái kênh YouTube mang tính yêu chiến lược tâm lý này để có thể thấu hiểu được cái chiến lược một cách sâu xa nhất. Rồi, trong clip vừa rồi thì cái ví dụ mà tôi lấy đó chính là hãng máy cạo râu. Thực ra trên thế giới có những hãng cạo râu đã làm theo cái chiến lược Loss Leader này. Ví dụ như là hãng cạo râu rất là nổi tiếng Gillette. Họ bán cái máy của họ rất là rẻ luôn. Đấy, nhưng mà cái người mua thì thường xuyên phải mua lưỡi dao của họ để thay thế vào. Và không thể mua được lưỡi dao thay thế từ hãng khác, từ hãng thứ ba rẻ tiền, mà buộc là phải mua cái lưỡi dao đắt tiền từ họ. Và đây chính là cái mô hình mà lúc đầu thì họ có thể chịu lỗ một tí để bán cái máy. Thậm chí như trong cái clip của tôi là tôi nói tặng hẳn cái máy luôn. Thế nhưng sau một thời gian thì mình sẽ phải mua, liên tục mua những cái phụ kiện. Ở đây là cái lưỡi dao cạo để có thể vận hành cái máy này. Một vài đơn vị nữa cũng ứng dụng cực kỳ hay cái chiến lược Loss Leader. Ví dụ như là PlayStation hoặc là Xbox 360. Những hãng này này thì cái chi phí để sản xuất cái máy chơi game của họ cực kỳ đắt luôn. Đấy, thế nhưng mà họ sẵn sàng họ bán cái máy chơi game của họ với giá mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức giá sản xuất, chịu lỗ luôn. Đấy, nhiều người bảo là cái máy PlayStation ấy khi mà mở ra thì cái thiết bị bên trong của nó cực kỳ phức tạp, nó chip các thứ rất phức tạp, nhưng mà họ vẫn bán ở cái mức giá mà nhiều người có thể mua được. Thế nhưng mà như này, cái phần kiếm tiền của họ chính là phía sau. Vì họ biết là một khi đã mua cái máy đấy thì buộc là phải sử dụng cái hệ sinh thái của PlayStation hoặc là Xbox 360. Và khi mà sử dụng hệ sinh thái của họ ấy, thì buộc là chúng ta sẽ phải mua các cái game. Và ở nước ngoài thì họ không có cái văn hóa hack như ở Việt Nam. Đấy, cho nên là tất cả mọi người đều tuân thủ là khi muốn mua một cái game mới thì là họ sẽ mua cái trò chơi đấy giá khoảng mấy chục đô đến mấy trăm đô luôn để có thể chơi. Và thử tưởng tượng xem ạ, một người không thể nào mà chơi một game mãi được đúng không ạ? Họ sẽ phải liên tục mua thêm những cái trò chơi mới. Họ phải liên tục mua, trung bình tính ra là một người chơi ấy, một năm là có thể mua tới 10-20 trò chơi để thay thế và chơi liên tục. Các bạn thử tưởng tượng xem ạ, đấy, phần lãi của họ nằm chính ở cái phần bán game này, kể cả là PlayStation hay là Xbox 360. Và một đơn vị nữa cũng áp dụng được chiến lược này rất là hay, đó chính là máy in. Cái này thì cũng nhiều bên áp dụng rồi đây này. Máy in màu, họ bán cái máy in màu rất rẻ luôn, có thể mấy trăm nghìn thôi. Thậm chí là tôi nhớ ở đây có cái máy mấy trăm nghìn hoặc là 1 triệu gì đấy, tóm lại rất rẻ. Thời đấy riêng cái máy in laser là máy in đen trắng ấy cũng đã vài triệu rồi. Nên bây giờ có một đơn vị bán máy in màu cực rẻ, tất cả mọi người đổ xô vào mua cái máy in màu đấy. Thế nhưng mà sau khoảng 2 tháng thì bắt đầu ngã ngửa ra, lúc đấy mực bắt đầu hết, in nhiều mực bắt đầu hết là phải thay thế. Mua mấy màu liền, màu đen, màu đỏ, màu xanh, tóm lại là mỗi màu đều cực kỳ đắt luôn, mỗi bình màu cực kỳ đắt. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao đúng không ạ? Đã đầu tư vào cái máy rồi thì mọi người sẽ có thói quen là tôi ngại thay đổi. Cho nên tôi cứ tiếp tục gọi thợ để mua mực in từ cái hãng đó và làm giàu ở cái hãng đó. Tôi thì tôi không nghĩ rằng đây là cái điều gì xấu, đây là chiến lược kinh doanh gì xấu, mà tôi chỉ nghĩ rằng đây là một cái chiến lược
kinh doanh một cái chiến lược tâm lý cực kỳ tuyệt vời luôn, cực kỳ tuyệt vời. Họ sẵn sàng là chịu lỗ trước, sẵn sàng là gọi là sẵn sàng là bán chịu, hoặc thậm chí là tặng không cái sản phẩm đầu tiên đấy, chịu lỗ luôn đấy, vì họ biết được là sản phẩm của họ đủ tốt để có thể giữ được một tập khách hàng lâu dài, để có thể giữ được cái nhóm mà cứ liên tục mua tiếp những cái sản phẩm của họ để tiếp tục duy trì vòng đời của sản phẩm của họ. Nào, vậy thì bây giờ bạn sẽ áp dụng cái chiến lược này như nào? Bao giờ phần thứ ba của tôi ấy, cũng sẽ là đến phần áp dụng. Video của tôi thì luôn luôn là sẽ có 3 phần ở trong cái kênh channel YouTube này. Phần nhất là tôi sẽ giới thiệu về cái chiến lược đấy và clip nào trên TikTok đã thể hiện chiến lược đó. Phần thứ hai là những đơn vị nào trong thực tế đã áp dụng thành công. Và phần thứ ba là làm thế nào để ứng dụng được vào công việc kinh doanh của bạn. Giả sử nhá, là bạn làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, bạn bán hàng online đi. Bạn có nhìn thấy là trên Shopee hoặc là rất là nhiều đơn vị chạy quảng cáo trên Facebook ấy, có quảng cáo những cái đơn hàng mà 1 đồng, thậm chí là 0 đồng, rất rẻ luôn, 10.000 đồng. 10.000 đồng tôi nhớ là bên P&G à, có quảng cáo cái gì đó mà 99.000, đấy ví dụ thế. Đấy, nhưng mà như thế nào ạ? Cái đơn hàng 1 đồng đấy ở trên Shopee chẳng hạn thì như thế nào? Khi mà khách chọn 1 đồng ấy, thì khách đương nhiên sẽ phải trả phí ship 30 mấy nghìn. Đó, nhưng mà để có thể tránh được cái phí ship đó thì có khách có thể mua tới cái đơn hàng tối thiểu. Ví dụ như là hôm đó Shopee có cái chủ trương là những đơn mà 99.000 thì sẽ được free ship. Đấy thì khách hàng lại chọn cái đơn 1 đồng rồi, xong rồi thấy là phải giả 30 mấy nghìn tiền ship. Đó là cố nhét thêm vào trong giỏ hàng để đủ 99.000 để có thể được free ship. Và cũng có lần mà Shopee hải 250.000 thì mới free ship. Đấy thì 250.000 lại nhét liên tục nhét vào giỏ hàng đồ nọ đồ kia chỉ bởi vì một cái đơn hàng 1 đồng ban đầu. Đấy, gọi là bait, mồi câu. Thì cái đơn hàng đó khiến cho mọi người liên tục mua thêm nhiều sản phẩm khác. Còn câu hỏi là trường hợp mà nếu mà khách chỉ mua mỗi cái đơn đấy thì sao? Thì cũng được, thì sao? Bạn phải chịu lỗ. Đấy thì đấy là đơn mà gọi là để cho khách hiểu về bạn, làm quen với bạn. Đấy, xong rồi về sau khi mà khách cũng nhìn thấy cái sản phẩm 1 đồng thì mà giá trị cũng tốt rồi, chất lượng cũng tốt, thì họ mua sản phẩm giá trị cao hơn, họ sẽ lại tìm tới bạn. Thế nhưng mà cái ý nghĩa của cái đơn mà 1 đồng ấy thì tôi có xem giải thích cũng một trên của một cái clip trên TikTok nói về việc là để cho khách hàng mà nhét đủ vào giỏ và để giảm cái phí shipping, thì tôi thấy đây là một cái chiến lược tâm lý rất là sâu sắc, rất là tuyệt vời. Đó, và nếu mà bạn bán hàng online ấy, thì bạn cũng có thể thực hiện điều đấy luôn. Đấy, về đơn hàng đầu tiên ấy, mình sẽ phải chịu lỗ một tí. Đơn hàng đầu tiên mình có thể chịu gọi là khách phải trả tiền ship mà mình tặng một cái gì đấy chẳng hạn. Đấy, rất là nhiều đơn vị làm. Chẳng hạn như là cái mô hình của một cái người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực marketing online. Đấy, tôi khi mà tôi tham gia vào gọi là vào website của anh ấy thì tôi thấy là anh ấy quảng cáo là có cái cuốn này. Cái cuốn này sẽ được tặng miễn phí. Đấy, thì tôi click vào thì anh ấy bảo là tiếp nhưng mà phải trả tiền ship. Thế tôi cũng trả tiền ship và sau đó tôi mua cái cuốn này với giá 0 đồng phải trả tiền ship. Thì khi mà về ấy, thì tôi đọc cái cuốn này tôi cảm thấy nó rất là hay về marketing online. Đấy, và sau đó thì tôi liên tục mua các cái khóa học hoặc là mua những cái tài liệu thêm, kể cả hệ thống của anh này. Đấy, thì đây là điều mà bạn cần phải nhớ này, những cái giá trị ban đầu mình cho đi hết miễn phí ấy, thì mình không bao giờ tiếc, và đừng có cho những sản phẩm vớ vẩn mà luôn phải cho những thứ tuyệt vời, để từ đó khách hàng làm quen với bạn, biết tới bạn và mới có thể lựa chọn những sản phẩm tốt đẹp hơn từ phía bạn. Nào, nhắc lại chiến lược mang tên là Lost Leader, có nghĩa là chịu lỗ một tí nhưng mà để làm leader, để làm người dẫn đầu trong cái lĩnh vực đó. Dịch theo kiểu tiếng Việt Nam ấy, thì chịu lỗ để thu hút khách hàng. Đây là một trong những chiến lược hay và một trong những chiến lược chủ đạo mà các bạn bán hàng online, những bạn mà bán hàng thương mại điện tử trên Shopee hoặc trên các trang thương mại điện tử cần phải chú ý. Ok, và clip sau thì tôi cũng sẽ làm những cái clip dài hơn để nói tiếp về các cái chiến lược để giúp cho các bạn gia tăng doanh số và bán hàng tốt hơn. Hẹn gặp lại nhá, tôi là Mai Tình Yêu. Từ nãy đến giờ nhớ follow kênh Chiến lược Tâm lý của Mai Tình Yêu để xem thêm các cái clip. Mỗi ngày tôi sẽ đăng một clip. Ok, bye bye.